chắc là nếu mà có thời gian nói lại cái thí nghiệm này thì chúng ta sẽ hiểu bản chất tại sao mới phát hiện ra. Nhưng mà thôi thì thời gian không có thì ta đi nhanh. Ở trên người hiện nay thì chúng ta thấy rằng là phản vệ hay sốc phản vệ có thể gặp rất là nhiều dạng thức, mà cái thể nặng nhất là do chúng ta dùng một cái thuốc nào đó thì bệnh nhân có thể bị tổn huyết áp nhanh, rồi co thắt như chưa đường thở, đường tiêu hóa vân vân, co thắt mạch não gây đau đầu, thế và huyết áp tụt thì tiêu máu não thì có thể dẫn đến chết, rối loạn nặng có thể dẫn đến chết. Nếu chúng ta không phát hiện kịp và đặc biệt là có xử lý đúng thì cái phần dị ứng này sẽ là cái nội dung mà chúng ta học kỹ hơn. Và đây thì chúng ta học cơ chế chung thôi, chúng ta không học nhiều về lâm sàng. Về cơ chế chung thì chúng ta sẽ mô tả chung của quá mẫn thì nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất ta gọi là giai đoạn mẫn cảm. Bất kỳ một cái quá mẫn nào xảy ra thì cái giai đoạn đầu tiên là cái dị nguyên, ở đây ta gọi kháng nguyên, trong khi học lý ta gọi dị nguyên, đã xâm nhập vào cơ thể một lần bằng những con đường nhất định, có thể con đường tự nhiên hoặc con đường nhân tạo. Nếu con đường tự nhiên thì chúng ta không biết, nhưng con đường nhân tạo thì do chúng ta dùng thuốc, kéo dài, hoặc là dùng thuốc một lần nhưng mà lần đầu thì chưa có biểu hiện gì, lần sau thì các bạn biết rằng là đợt vừa rồi chúng ta tiêm vaccine đó thì đấy chính là cái đối tượng coi là dị nguyên với một số người. Tất nhiên là đấy những người có cơ địa, ý là các bạn là do cơ địa thôi, thì cái nguy cơ dẫn đến phản vệ cũng là cái mà ngành y chúng ta rất cảnh giác, cho nên là khám sàng lọc rất là kỹ. Nhưng mà tôi thì cũng không hài lòng, nhưng mà mình đã có quyền này thì cũng đang phản đối là những cái khám xét mà đưa ra chống chỉ định cũng quá chặt chẽ. Ví dụ như thế này, hỏi cho chị nếu có gì ứng thì không bảo tôi có từng dị ứng với một loại thuốc như sức tôm, sau là đấy thì sưng môi rồi các thứ, người ta thật thà. Thế là chị thuộc cái nhóm chống chỉ định là không được tiêm, không được tiêm luôn. Thế là sau hồi thắc mắc thì gọi điện cho anh giám đốc CDC Hải Phòng, thì anh nào cho tôi có từng tiến sĩ và tôi sẽ là hướng dẫn đầu tiên ở Hải Phòng. Thì anh Hải Phòng ta tạo ra một cái lớp ứng sinh đầu tiên thì anh là người đầu tiên. Rồi mấy năm sau mới có một người, nhưng mà anh bảo thôi thì chị cứ bình tĩnh thì để chị tiêm vào một đơn rồi đưa về tiệm rồi mình tiêm. Lực là cũng ngoài cũng mạnh ngưỡng lực thì họ không dám nói là chỗ chỉ định thì tiêm. Thực ra là cái quan niệm của bạn ấy cũng sàng lọc từ xa. Ta nhớ rằng là khi có mẫn cảm với một tự nhiên nào đó thì sau này có thể dẫn đến phản vệ với cái dị nguyên đấy. Nhưng mà chúng ta đã tiêm COVID, vaccine COVID là nào chưa? Chưa. Chưa thì làm sao lại nói rằng là chỉ có cơ địa và thì sẽ bị sốc phản vệ với cái vaccine này. Còn cái thứ khác có thể là phản vệ nhưng cái vaccine này có thể không. Người ta chỉ nói rằng sẽ chống chỉ định với bất cứ thành phần nào của vaccine mà chúng ta đã biết. Thành phần vaccine thì chúng ta có biết không? Chưa tiếp xúc thì thế mà tự nhiên nói là có chống chỉ định. Chưa có mà. Nếu anh này tiêm được 5 năm sau, lần này chúng ta phản vệ 5 năm sau có tiêm lại thì anh sẽ được chống chỉ định. Đó, thì chỗ đấy nó hơi quá. Nên ta sẽ nói qua về cái phần mẫn cảm này thì nó chỉ có một ý quan trọng này. Những người có cơ địa này liên quan đến di truyền thì rối loạn điều hòa miễn dịch liên quan đến tế bào T hỗ trợ, nó sản xuất quá nhiều các cái interleukin mà không phải là HTS2 mà là không phải interleukin 2 mà interleukin 4, interleukin 6 vân vân. Cái phần đấy nó hơi chi tiết, chúng ta cũng có thời gian. Thì nó đã dẫn đến sản xuất quá nhiều kháng thể chống lại cái dị nguyên đó mà là kháng thể lớp IgE. Hôm trước ta đã học có 5 lớp kháng thể đúng không? Kháng thể IgE là cái kháng thể có hàm lượng thấp nhất nhưng mà nó lại liên quan đến dị ứng và là kháng thể liên quan đến các cơ chế bảo vệ chống lại ký sinh trùng. Như về mặt lợi là kháng thể ra là chống ký sinh trùng rất tốt, nhưng mà nếu lại chống lại những dị nguyên không phải ký sinh trùng thì nó lại gây hại. Đây là quá mật cái một đặc biệt.
Và tại sao kháng thể gen gây ra? Bởi vì nó có receptor dành cho mảnh Fc có mặt trên các tế bào và macrocyte bạch cầu ấy kia. Và các tế bào này thì vốn có là nó đã tổng hợp sẵn các cái chất mà gọi là hoạt chất viêm gan gây phản vệ ở trong bào tương. Cho nên là khi mà các tế bào này phản ứng với dị nguyên bên ngoài vào lần hai thì nó tạo ra cầu nối, sau đó thì nó hoạt hóa các cái bọng để giải phóng hoạt chất trung gian và nó gây ra các cái phản vệ. Như vậy là cái tác động của các hoạt chất trung gian giải phóng từ các tế bào mát mới là cái thủ phạm gây ra các rối loạn chứ không phải là kháng thể. Như vậy các vị, kháng thể nó là cái cầu nối để liên kết với kháng nguyên, nhưng mà nó lại hoạt hóa một cái tế bào mà vốn có cơ thể chúng ta và nó lại sản sinh ra các cái chất mà gây ra phản vệ. Chúng ta chẳng có gây mẫn cảm bằng các cái dị nguyên, nhưng mà những người mà bị ong đốt hay là những con côn trùng đốt thì nó cũng hoạt hóa cái bào mát và gây ra ngứa và sưng phải da. Trong trường hợp bên ta gọi là chúng ta thể gọi là giả thì ứng tức là không có phản ứng như để xảy ra, nhưng mà thực ra nó cũng hoạt hóa cái tế bào ai kia như là mức độ cung cứu thôi. Thế còn sốc phản vệ nó hoạt hóa hệ thống, nhưng hoạt hóa rất nhiều. Thì cái phần lý thuyết ở trên thì các bạn đọc kỹ ở cái phần trên. Ví dụ như là hoạt hóa tế bào ánh kiềm thì giải phóng các cái chất trung gian, trong đó có một loạt chất mà có thể tác động lên các hệ thống như mạch máu cơ trơn, nó có thể gây ra giãn mạch, tăng tính thấm và cô đặc máu, từ đông máu nội mạch cho hoạt hóa hệ vi sinh huyết tương, và tất cả cái này thì gây ra cái bệnh cảnh sốc. Thế còn biểu hiện tại chỗ thì nó chỉ gây ra ngứa, là gây cụ thể ở tại cơ quan. Điều cơ chế là ta nói cơ chế chung, nhưng mà trong trường hợp sốc phản vệ thì nó hoạt hóa cả hệ thống kim nguyên huyết tương, hệ thống cổ thể, hệ thống đông máu và cái phản ứng tạo ra các cái đơn vị hóa học của bản thân như là một chất cái đơn vị cổ đồng thì nó lượng rất nhiều thì nó dẫn tới sốc. Còn tại chỗ thì ví dụ chúng ta có biểu hiện viêm mũi thì đến khi chúng ta cũng tại chỗ lượng vitamin ở đấy ít mà chúng ta còn ít tế bào chỗ. Thì cái cơ chế chung này sẽ được áp dụng trong mọi tình huống, và mỗi tình huống thì chúng ta phải biết cách để trình bày sao cho phù hợp. Nếu phải trình bày về phản vệ khu trú người khác với là sốc phản vệ thì đây là cái phần cơ chế quan trọng. Và cái giai đoạn thứ ba thì là giai đoạn giải mất cảm, tức là nếu kháng nguyên đã hoạt hóa hết các cái tế bào mát các thứ rồi và nếu mà tiếp tục vào thì không còn phản ứng nữa thì có thể không gây ra một cái phản vệ tiếp theo. Với trường hợp này chúng ta đã đưa vào mà nó đã hoạt hóa hết. Có bước thứ hai thì dành cho các bệnh lý của các cái tế bào, nhất là tế bào máu. Thì các bạn nhìn cái phần biểu hiện lâm sàng ở trên này thì chúng ta nhìn thấy là nó bệnh cảnh lâm sàng nó khác với con bước thứ một. Con bước thứ một lúc nãy chúng ta nói đến sốc phản vệ của các cái bệnh mà ta gọi chung là bệnh dị ứng có cơ thể atopy ấy, viêm mũi dị ứng mày đai vân vân, viêm ma mắt dị ứng viêm tai viêm ruột dị ứng thuốc. Còn ở đây thì các biểu hiện liên quan nhiều đến cái bệnh của cơ quan tạo máu như là giảm mùn cầu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, mà thường là do các cái thuốc điều trị mà bạn biết thay. Thì một số là liên quan đến các bệnh tự nhiên xếp vào nhóm này thì ta nói là bệnh tự nhiên, nhưng mà biểu hiện rối loạn thì nó giống như có cái thứ hai. Thì các bạn thấy rằng cái tên gọi các bệnh này chúng ta có lạ gì không nhỉ? Không lạ, đặc biệt là cái dòng thứ ba. Các bạn cẩn thận khi chúng ta dùng thuốc hoặc là những chế phẩm gì đấy thì nó không gây ra sốc phản vệ, nhưng mà có thể hậu quả không kém phần nặng nề, đó là giảm ba dòng tế bào máu. Và tôi đã gặp một số những bệnh nhân kiểu như thế này và chúng ta hay bỏ sót. Bệnh nhân có sốt là rất là mệt, nhưng mà xét nghiệm thì bệnh cầu là rất thấp, không thể là. Và chúng ta cần phải làm kiểm soát khung để phát hiện các kháng thể mà nó có phản ứng. Thực ra thì kháng thể này thì nó gây hủy hoại tế bào thông qua cơ chế thứ hai, tức là phần tiếp theo của chúng ta hiểu kỹ là cơ chế. Thì ở đây chúng ta nói về cái vai trò của cổ thể này. Cái dòng thứ hai, cái mũi tên, cái dấu chấm thứ hai này chính là cơ chế. Các bạn thấy rằng là kháng nguyên nằm trên các tế bào máu, rồi kháng thể kết hợp với kháng nguyên và kháng thể này IgG, IgM
và nó hoạt hóa bộ thể theo con đường của điểm và nó gây tăng các tế bào máu. Từ các sản phẩm của bộ thể thì nó gây ra rối loạn để gây ra, lúc này nó lại gây hoạt hóa hệ thống viêm, có thể hoạt hóa hệ suy tim, rồi hoạt hóa các cái tế bào mạch kiềm, gây ra những rối loạn. Thì trong trường hợp này thì kỷ niệm mà chúng ta vẫn làm, nhưng năm nay không làm, chúng ta vẫn thường quay xem là bài truyền máu các loài thì các bạn thấy là được tiêm hồng đậu gà vào cho con chó thì con chó bị sốc rất là nặng, và cái cơ chế tim ở đây là cơ chế có một chức năng sốc để phản vệ, nhưng mà nó không phải là cơ chế thuần phản vệ như ở phần trên. Và luôn luôn có sự tham gia của bạn mà bổ thể rất là mạnh. Chúng ta nhìn thấy bạch cầu nó tan, hồng cầu nó tan, nhìn thấy rõ. Thế còn tôi thấy là thí nghiệm này mà nếu làm thực tế thì nó rất thuyết phục cho chúng ta. Chúng ta tiêm hồng cầu gà vào cái lúc sau là máu nó tan và đưa ra, chúng ta đi tâm thì máu nó màu đỏ, tương tương màu đỏ. Thế và chúng ta trộn hồng cầu gà với này tương tương chó thì nó cũng gây viêm kết. Thế là phản ứng kết quả là có phản ứng nguyên có thể xảy ra. Thì cái kinh nghiệm rất thuyết phục và những cái rối loạn liên quan đến hệ thống tuần hoàn thì cũng rất rõ nét, như là số huyết áp rồi mạch nhanh rồi còn đập rồi chết, chúng ta truyền đường máu. Nhưng hiện nay thì chúng ta xem thì không phải con vật nào chết thì chỉ để nhầm là cứ sốc phản vệ hay là cứ quá mạnh thì là chết, nhưng mà nó có những rối loạn rất là nặng và nó cũng chưa chết. Cái này là cơ chế thứ hai thì liên quan đến kháng thể GE và bổ thể. Đó có mức thứ 1 liên quan đến IG và các tế bào ánh kiềm. Có mức thứ 3 thì ta gọi là bệnh do phức hợp miễn dịch. Thì phức hợp miễn dịch là gì thì nó đơn giản thế này. Khi có một kháng thể kết hợp với kháng nguyên, không phải là một phân tử mà một tập hợp phân tử kháng thể kết hợp lên, thì ta gọi đấy là một phức hợp miễn dịch. Mà phức hợp miễn dịch chính là làm mục đích, cái mục đích của phức hợp miễn dịch chính là làm bất hoạt kháng nguyên nhờ cái vai trò của kháng thể, đúng không? Trước ta đã nói vai trò kháng thể. Nhưng mà ở trong từng huống bệnh lý này thì cái phức hợp này là gây hại chứ không gây lợi, hoặc là có lợi nhưng mà kèm theo qua thì ta gọi là bệnh do phức hợp miễn dịch. Đấy, các bạn nhớ cho là kháng thể sinh ra nhằm để gắn kết với kháng nguyên và mục đích là để bất hoạt kháng nguyên. Đấy là một cái quan trọng. Nhưng trong trường hợp kháng nguyên đấy là một con vi sinh vật gây bệnh thì rất tốt. Nhưng trong trường hợp bệnh quá mẫn này đôi khi kháng nguyên không phải vi sinh vật mà bất kỳ, thì cái lợi nó lại không rõ nét, mà cái hại là cái viêm và các cái mô. Sau khi kết hợp thành phức hợp miễn dịch thì nó lại, người ta đã giải thích tại sao phức hợp miễn dịch gây bệnh thì nó có một loạt lý do. Kích thước của phức hợp nó nhỏ, hệ thống thực vào của người phân thành nó tốt, và cái phức hợp nó cũng tồn tại lâu dài và nó tồn tại đâu, nó nắng đọng ở cơ quan nào thì nó hoạt hóa cổ thể tại chỗ và thu hút các thực vàng của cây viêm tại chỗ. Và cái hậu quả của bệnh lý phức hợp miễn dịch chính là cây viêm đặc hiệu tại các nơi mà phức hợp nắng đọng, ví dụ như là thận, khớp, da, vân. Và đấy chính là cái cạnh gây hại của nó. Các bạn biết rằng là bệnh huyết thanh thì là một cái ví dụ điển hình về cái phức hợp miễn dịch. Chúng ta tiêm huyết thanh chống uốn ván này hay là bài cầu cho người bệnh thì chúng ta cứu được đứa trẻ thoát khỏi cái chết vì bệnh uốn ván hay bài cầu. Thế nhưng sau 2 tuần thì cái bệnh bài cầu uốn ván đã qua đi rồi, tự nhiên thì đứa trẻ bắt đầu sốt trở lại rồi nổi hạch nhiều nơi và tái cổ tim miệng và viêm thận, thì cái bệnh đấy ta gọi là bệnh huyết thanh, tức là cái hậu quả mặt trái của huyết thanh bên cạnh cái mặt lợi là cứu sống đứa trẻ thoát khỏi cái độc tố do bệnh nói chung. Rồi người ta tiêm huyết thanh ở lần đầu thì cũng ít người mắc, như thế là tiêm nhắc lại thì bị nhiều hơn. Thì đấy là cái ví dụ điển hình về cái bệnh lý do phức hợp miễn dịch. Thế còn ngoài ra thì chúng ta có thể gặp một vài các cái bệnh khác, đây là cái ví dụ lâm sàng. Thế và cái cơ chế bệnh sinh thì như thầy vừa nói, cái phức hợp miễn dịch tồn tại nhưng mà nó tồn tại lâu rồi nó lưu hành rồi nắng đọng tại các cái mô, và tại mô thì nó gây hoạt hóa cổ thể tại chỗ rồi thu hút các tế bào thực vào, các thực vào đến ăn phức hợp miễn dịch thì nó sản xuất các men tiêu đạm và gây tổn thương mô, và đây là một phản ứng viêm. Bởi vì đã có tổn thương thì lại thu hút các thực vào tiếp theo,
Và cứ như vậy thì nó gây ra viêm tại chỗ và có thể gây ra rối loạn chức năng cái cơ quan bị bệnh, ví dụ như là thận, là khớp, là tim gan. Thì đấy là cái cơ chế sinh bệnh. Như vậy là cơ chế bệnh sinh của tim 1 thì liên quan đến nghe và các hoạt chất tim gan giải phóng từ tế bào mát. Cơ chế thứ hai là bổ thể kết hợp với các cái tế bào hữu hình như là hồng cầu, bạch cầu và gây tan tế bào cũng như là giải phóng chất gây viêm và gây rối loạn hệ thống. Còn kết hợp miễn dịch chính là tổn thương viêm tại chỗ và các mô. Nhưng mà thường thì nó có thể cư trú ở một nơi nhưng mà nó nhiều trường hợp là kết hợp miễn dịch có thể mang đến toàn thân nhiều lâu. Và cái cơ chế này thì nó có cái bệnh này còn chậm hơn so với hai cái nhóm trên. Như vậy nè, có mất tích một thì đe dọa tính mạng nhanh nếu như xảy ra toàn thân, có mất tích hai cũng đe dọa tính mạng nếu nó xảy ra toàn thân. Nhưng có mất tích ba thường thì nó ít gây ra đe dọa tính mạng nhưng mà gây hậu quả lâu dài. Người ta chúng tôi cái bối cảnh như vậy. Thế còn tên gọi các bệnh thì một điểm danh tên các bạn cũng có thời gian đi sâu vào các cái phần mô tả kỹ về mặt cụ thể. Thì chúng ta chỉ nhớ tập trung về cả cái cơ chế thôi. Thế còn có mất tích bốn thì liên quan đến những phố bảo tê. Đây ba cái có mẫn trước đều liên quan đến kháng thể. Thì có mẫn thứ bốn này là những tổn thương rối loạn liên quan đến tế bào lympho T đặc hiệu đã phản ứng với kháng nguyên. Thì cái phản ứng măng tu mà chúng ta tiêm cho các nguyên là những người bị nhiễm lao thì một trở lại tại chỗ của có mẫn thứ bốn. Và có thể nói rằng là chúng ta tiêm những cái vaccine thứ hai ở tay mà chúng ta bị viêm này theo các bạn nó là có mẫn thứ mấy? Cái này rất khó phân biệt nó là có mục đích nào, bởi vì lúc đấy cơ thể chúng ta vừa có tương tác của kháng thể, kháng thể với kháng nguyên mà đưa vào, nhưng cũng có thể tham gia của các nguyên tố bảo vệ bảo tê nếu mà vaccine tạo ra kháng cái bảo tê hoàn hóa. Tôi theo dõi trên bản thân mình thì tôi thấy là nó sưng đỏ đầu tiên là nó đỏ hết rồi, nó sưng, nhưng mà ngày hôm sau thì nó cứng, nó cứng lắm. Và tôi cam đoan rằng cái phản ứng này không chỉ là thứ một mà là thứ bột nó kéo dài 3-4 tháng này, cái sưng này kéo dài khá lâu và nó chỉ xuất hiện là mũi thứ hai, tiêm vaccine Moderna là thứ hai, mũi bột là không có biểu hiện gì. Người ta hiểu rằng có mất tích bốn là liên quan đến tế bào T phản ứng với kháng nguyên và nó gây viêm tại chỗ và thường là viêm cứng thâm nhiễm các tế bào đơn nhân tại bà. Đó là một mình ấn nó cứ cứng thì nó không nhồm nhồm như phản ứng viêm thông thường. Ta bảo nó tích một nó không hẳn chứ có. Những cái biểu hiện này gọi là có vẫn bởi vì nó gây gì? Tại vì nó gây bất lợi này. Như vậy nhưng mà cái lợi chúng ta nhiều hơn. Cái lợi chúng ta có miễn dịch, còn cái hại là cái có vẫn này, có vẫn này có đáng kể không? Không đáng kể, nhưng một số người lựa chọn là hóa ra người dân mình bây giờ trong một hồi nghiên cứu mình thấy là thích tiêm vaccine Trung Quốc bởi vì nó không có có vẫn tại chỗ nó không sao là không sốt, như vậy cái lợi là không bị quá mạnh. Nhưng mà nhiều người bảo có sự Trung Quốc điều sướng hơn cũng gây đau cái sốt, đấy là lựa chọn của họ. Thực ra thì chúng ta chẳng lựa chọn được, tất cả là do chương trình đã phân bổ rồi, đúng chúng ta không có quyền lựa chọn. Thì là cái phần quá mẫn là cái phần chính thì thầy cũng đã giới thiệu xong, còn hai cái phần như tôi vừa nói thì ta tự nghiên cứu qua bệnh tự miễn dịch và cái thuốc vào.